Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa giới thiệu đến quý cô chú anh chị em á là những cái tán nhà, tán cục nhà nè. Đó. Từ nhỏ tới lớn. Shop có 200 cục. Nha. Đó. Những cái tán này á hồi xưa xa xưa á là người ta làm vào những nhà cổ. Shop đi vô nhà cổ mới sưu tầm được mấy cái này. Đó. Anh em nào mà chơi nhà gỗ, những cái chòi mát là sử dụng những cái đá xanh này nè, rất là quý hiếm ha, hàng trăm năm rồi. Đó, shop đi vô nhà cổ mới phát hiện được. Đó, mới giao lưu được. Những cục nhỏ như vậy nè là cục phụ ha. Đó, người ta bỏ cái cột. Người ta bỏ cái cột vô đây, cục cây á, cục tròn á. Đó, có lỗ sẵn lỗ hết. Đó, những sẵn cái lỗ nè. Này là cục nhỏ. Đã xanh nè, hàng trăm năm rồi. Rồi những cục lớn nó đó, nó có tròn trên đây nè, tại vì ta đổ xi măng lên á, cái này mình phá ra là đá xanh. Đó. Cục tròn nè. Cục nhỏ là khoảng 30 mấy, 35, nhỏ nhỏ. Còn loại lớn á, loại lớn là khoảng 50 có, 60 có ha. Cái này dạng như 50 đó, 50, 60 có đủ. Anh em cần kích cỡ từ 30, 35, 40, 45, 50 và 60 có đủ nha. Đó. Đây là những cục phụ. Những cục chính thì lớn hơn. Cục chính thì tầm khoảng từ 40 trở lên. Cục chính á, tùy theo nhà. Nhà cổ hồi xưa. Đây là những cục phụ. Đó, những cái lớn thì có cái tròn đây nè. Đó, những cục lớn nè, những cái khối đá lớn. Đó, có cái thì có lỗ tròn, người ta hồi xưa ta đục sẵn, có cái thì trơn. Đó, như cục này nè, trơn nè. Đó, cục này khoảng 40 mấy nè, cục này trơn nè. Quý cô chú chị em muốn lấy trơn lấy tròn thì có đủ hết nha. 200 cục đá cổ. À, tiếp theo trăm mấy chục năm rồi mới cái đá tán này nè, nó gồm có 3 tầng. Cái shop chỉ có một đôi thôi nha, hai cái thôi, trung bình là 31. Cái này thì 31 tròn. Đá tán nó cao là cũng khoảng 32. Đó. Những cái cục nhà người ta bỏ đây nè, nhưng mà shop chỉ có 2 cục thôi nha. Anh em shop có 2 cục đá cổ thôi, tuổi đời là khoảng 150 năm. Nếu nó cao khoảng chừng 32 à quý cô chú. Tròn. Tròn cục tròn thì 31. Nếu như mà nó có cái khớp thì sẵn nè. Quý cô chú mà 26 tròn. À, nó có một khớp đây nữa. Thì đặt mình đặt cái cục nhà vô đây. Nó có 2 cái tán cổ này nha. Cổ kính luôn. Cái này quý cô chú xuống dưới cánh miền Tây Bình Thủy, nhà cổ Bình Thủy thấy những cái cột này nè. Và thấy những cột này có cột lên 3 tầng luôn. Đó, thêm 1 tầng nữa. Ở đây là thêm 1 tầng nữa nè, nhà cổ Bình Thủy cũng có nữa. Tuổi đời là hơn 100 năm rồi nha, 100 mấy chục năm rồi. Shop có một cặp này. Một cặp này shop giao lưu là một cái là 2.4 triệu ha. 2.400.000 cho một cái. Một cặp là 4.8 triệu. Đó. Một cặp đá cổ 4.8 triệu. Anh em chơi những cái đá này vô rất là hoài cổ. Chứ cái nhà gỗ mà giờ mình chơi đá mới vô là không đẹp nha. Đó, cái này đá cổ 150 năm rồi.
anh em nào có đá tán cổ á thì cứ alo trực tiếp tới shop để shop quay trực tiếp để cho quý cô chú anh chị em thấy rõ ràng hơn. Đó. Nè, đá tán có cái loại tròn nữa nè. Đó quý cô chú anh chị em thấy không? Nhiều loại lắm, vuông có, tròn có, đục tùm lum tùm la nè. Đó, không có cục nào giống cục nào hết trơn á. Đó, những nghệ nhân xưa rất là cực khổ ha. Đó. Những cái tán này thì dao động từ 200, 300 cho tới 500. Đó, tùy cục nha. Đó. Từ 200 ngàn trở lên cục. Đó. Anh em cần bao nhiêu cục nhà thì cứ nói cho shop. Kích cỡ khoảng bao nhiêu thì shop sẽ quay trực tiếp cho anh em lựa. Còn anh em ở gần ở đây thì cứ đến trực tiếp shop để mình lựa trực tiếp cho nó hay hơn ha. Đó, đủ thứ nè, những dàn lớn nè. Đó, lớn nè. Khoảng từ 50, 45, 50, 40. Đó, dài vậy nè. Đó, shop có 200 cục. Đủ kích cỡ, đủ kích loại. Cái này là xưa cổ không nha. Anh em cần loại nào cũng có đó. Anh em có thể lót cái đường, những cái đường đi nè. Đó. Mình không cần bê tông hóa nha. Nếu nhà vườn anh em á, bê tông hóa là dở. Đó, mình lót những cái đường này mình đi nè. Nhìn cái ngôi vườn mình nó ngoài cổ ha. Đó, những cái đá xanh. Hàng trăm năm rồi. Như cục này là 60 nè. Đó. Những cái cục này 50, 60 không là bây giờ 70-80 kg. Nhỏ nhỏ cũng phải 30-40 kg. Đó, anh em thấy không? Rất là nhiều nha. Đủ thể loại hết, 200 cục, nhỏ lớn có đầy đủ. Mình làm sân vườn mình đừng có bê tông hóa. Mình sắp làm đường đi ra cũng đẹp nữa. Cái cục tròn là để ta bỏ cái nguyên cái khúc, nguyên cái cục nhà vô. Hàng trăm năm là quý cô chú. Anh em nào mới vô xem nhớ đăng ký chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng biết đến. Shop Lê Quốc Đồ Xưa cảm ơn rất là nhiều. Đó, cục dao động là 200, 300, 400 vậy đó. Từ 200, 300 trở lên ha. Đủ kích cỡ hết. Anh em cần bao nhiêu cục cũng có hết á. Đó. Về mình trang trí nhà vườn rất là đẹp ha. Đó. Anh em chất vòng vòng ở vườn mình rất là đẹp ha. Shop có từ nhỏ đến lớn. Đó, 200-300, từ 200-300 trở lên ha. Đó. Cần số lượng lớn là shop sẽ nhu cầu cho anh em. Đó, trang trí tiểu cảnh đồ rất là đẹp. Nhìn cái ngôi vườn mình nó ngoài cổ. Đó. Anh em trang trí có thể là anh em để cục đá tán này. Có thể anh em để cục đá tán này, nó như điển hình như cái này là 45 nè, thấy không? Thì anh em để gốm lên cũng đẹp. Cái đá xanh này rất là đẹp. Đó. Đây là hàng trăm năm rồi, cái đá xanh này đục bằng tay. Đó, mỗi cục mỗi vẻ. Thì quý cô chú anh chị em có thể để những cái bình bông gốm. Đó. Những bình bông xưa đó để đây nè. Đó, trang trí là rất là đẹp. Đó, còn không mình trang trí tiểu cảnh. Để co mà tốt nhất làm cục nhà nha. Mình để cục nhà tròn này rất là đẹp. Chứ quý cô chú mà mua những cái đá mới thời nay không có đẹp bằng. Đó. Đá xanh phải vậy nè.
đó. Tròn có, vuông có, đủ kiểu hết đó. Người ta đục bằng tay nè, cái nét đục bằng tay hồi xưa nè, không cục nào giống cục nào hết, cùng lum hết đó. Vậy mình mới quý đó. Nếu chơi đồ xưa này vậy mới quý cô chú. Mình đề co lên, có thể mình bỏ lên những cối đá, bỏ những bình bông. Đó, những cái như điển hình như đây đó, bỏ một cái lên trang trí lên này rất là đẹp. Cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú chị em xem hết cái clip này. Kính chúc quý cô chú chị em sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Shop Lê Quốc đồ xưa cảm ơn rất là nhiều. Dạ xin cảm ơn.